Xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Thì sáng nay thì cái mớ đậu đỏ ở phía sau nhà em trồng thì cũng thu hoạch vô hết luôn cả nhà. Thì sau đó thì nhổ cây bỏ luôn. Thì hàng xóm nhà em thì người ta cũng đang nhổ bách để người ta chặt cây xuống luôn rồi. Giờ này là chuẩn bị là mình chuẩn bị có cái cảm giác là vùng đất trống với lại một màu xám xịt luôn rồi đó cả nhà. Hôm nay em có đôi lời cảm ơn muốn gửi đến ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Tiểu Hồ. Dạo gần đây thì kênh có rất là nhiều lượt bình luận, cho nên lúc nào mà rảnh là em chắc chắn sẽ trả lời bình luận của mọi người. Nếu hôm nào mà bận quá thì em chắc chắn cũng sẽ đọc bình luận và thả tim. Nếu bình luận nào mà có câu hỏi hoặc là thắc mắc gì thì chắc chắn em có bận thì cũng sẽ dành thời gian để trả lời lại cho cả nhà mình. Tuy nhiên là bình luận ngày càng nhiều, cho nên thì em không thể nào mà trả lời được nhanh. Cho nên là bình luận em trả lời có một chút chậm trễ. Cả nhà mình thông cảm cho em nha. Hàng xóm em bữa nay cũng thu hoạch ngô nè ông bà cô chú. Wow, được nhiều quá ha. Chưa tha chi liễu rồi, dạng chu rồi, dạng da tha bú mai thôi mà. Quá trời luôn. Mà nhà của dì hàng xóm em thì chỉ giữ lại để mà nuôi gà vịt với lại là nguyên ngỗng đồ này kia cả nhà, chứ không có bán nha. Mà bắp ở chỗ em em thấy trên nào trái nấy to lắm nha. Mặc dù là trồng ra rồi bỏ trống thôi, nhưng mà bắp trái rất là to. Thì bây giờ dì hàng xóm chuẩn bị thu hoạch cái đám ở sau nhà nè. Đám ở đây thu hoạch xong rồi. Cái thân bắp này thì để lại vào mùa đông thì mình sẽ chậm, mình nấu nướng hoặc là mình chậm cho nó ấm nhà cả nhà. Còn bắp này thì sử dụng để cho heo ăn. Nói chung là tận dụng hết chứ không bỏ cái gì hết trơn á. Đứng từ hướng bên đây nhìn qua vườn táo tạo nhà em nè. Em mua một ít đồ mùa đông á cả nhà, tại vì ở chỗ em bây giờ bắt đầu trở lạnh rồi. Bữa nay ở chỗ em thì đang vào vụ mùa cua long á, cho nên là người ta bán kiểu như là ship hàng đi ở trong nước Trung Quốc ship đi rất là nhiều. Em thấy người ta đóng gói như vậy này cả nhà, bọc trong cái thùng xốp rồi gói thành cái thùng ở ngoài nữa. Sau đó thì gửi đi. Ngã xả vô trong đó lấy hàng. Chứ sao? Nó có cua hả? Lại là hả? Bên mấy chỗ ship hàng á, người ta để đồ trải đầy ở trước á, mà không có ai lấy hết trơn á. Tại vì có camera á, cho nên là người ta cũng không có ai ăn cắp hết trơn á. Chứ liền có mấy đau mà. Em vừa về đến nhà thì mẹ chồng hỏi là em mua cái gì mà xách về nhìn thấy nhiều như vậy. Thì em nói là em mua đồ, một ít đồ cho mùa đông.
Nay ở em lạnh rồi cả nhà, nên là bắt đầu mặc đồ ấm rồi. Đi đưa qua thao mát đã thay đâu sợ tông thêm đi khổ chứ tôi thỏa chuyện á chưa chứ hồi mãi đi chứ thì biết tặng chưa lì không phải là nè chưa có xỉn thì mà mày mãi đâu sợ gì mà giá rồi thế nào mà chịu sự sương khoai chịu sự sương thì gì mà cái này 94 tệ cả nhà áo áo khoác mùa đông nè thì gì ho mà ho chưa có ê sáng à chưa có gì có giá thay với sĩ tha rồi lấy gói với sĩ với bao rồi à chưa gì có giá đây là lại rồi nếu chưa sao lại để chưa sao lại rồi mình sao lại không chưa rồi chưa để tha là gian chuyện thì chưa bao rồi thì chưa đang vô lại rồi Thảo Khang mà mà Thảo Khang à? Ừ. Nè chú tải gì đấy? Ừ Nè có chú mấy số nó để chứ tôi để xì màu không? Để số xíu chứ bộ chứ mãi Mì Khang tôi thảo xìa 39 mà? Nó mà phiến gì mà? Mấy chỉ có sơ chỉnh giờ sư số ngủ chỉ có sang bên này chỉ có sơ chỉnh giờ tha là chỉnh giờ tha chỉnh giờ hai mấy hồi thôi nha u sợ mà ấy chưa có hậu rồi thì ra tôi chưa chưa lên chẳng hậu à ấy mấy cái quần mùa đông mặc chất liệu ấy chứ xưa mãi sẽ truy hậu rồi mà mãi đua sầu biên rồi biết là mai đâu buôn hậu rồi đông chi chứ xưa hậu mãi chân hậu rồi đâu còn hô rồi tuy à tuy chứ coi sang thì đua rồi mùa mãi chứ coi phải chứ coi choang rồi chứ dưới chuyện này là hậu rồi chứ chứ ra là y thao chứ thao là vang bộ đâu tao là sai bên sai thì chiếu nè xin nhờ đây cái đâu là cái gì đây cái chỗ nào không à lấy số học không bộ lấy số mà số cái gì sĩ đó à thế mà thằng này đi thâu bố rủ thằng lận mà chìm mấy giang à tùng lận đâu lận đâu lận đâu thế chứ cái 86 chứ cái phiến gì mà hả thì 86 đây thì không đấy 86 di thao trong hiển gì ha thì thì không chứ cái di thao đó nó phải khó tới rồi đây nào hao cho căng chưa cơ cho anh phải có một cái lán chuẩn là hàng gì đó sẽ yên hay đau chưa chưa liên gì hơn hao sai chứ đây cơ câu được lận là y phục là chưa gì xưa xin mãi rồi chưa xưa xin thì vẫn lận chưa gì xưa xin mãi chưa ở sửa đu khoai chưa sang sửa thế nào cao mà cái màu áo thế nào hai áo áo này em mua 20 mấy tệ còn cái này là 30 tệ là cả nhà lạnh rồi cho nên là phải bắt đầu mua đồ đông rồi cái này cũng mới mua luôn cả nhà qua rồi qua qua gì rồi một chảo với nhiêu một co co xong nó không hết rồi không ăn mà đây mua cái chảo mới nè cả nhà khoan ngoài bên mà mãi mua mãi giờ ta là hao anh ta là hao không mãi thôi nhưng mà sẽ xa thôi nó không mãi
thôn nó vô lộn người tử. Máy gì coi chị nói gì con? Máy gì coi chị nói gì con? Máy đã qua bên kia. Không ngoài, không ngoài. Không ngoài rồi hả? Máy gì phụ? Ở đây lên. Vô ta không? Vô. Vô ta không? Không bao mẹ thế chứ. Thôi em, thôi em mà. Chiếu sửa đu. Chị bảo vậy? Chị bảo coi chị phiến gì à? Chị bảo sao? Máy cái gì ta hao cái gì đi quay quả khai vợ ta hao quý mày quả chứ sư ái mà hao vợ ta rồi vợ ái rồi hao mì cái mai xoắn giá rồi giá hàng đôi giá rồi tôi y phục quá vậy thôi ta so với bữa này một quý vậy thôi giá hàng đôi giá rồi mai sư hoang sư mai giá rồi đi cái gì mì gì đấy chơi chơi thì đi chơi chơi thì cho ăn chơi cơ rồi không thì khâu chơi cơ chân hậu à y chơi chơi hả tôi mà mấy cái mà chơi y phục tiều thì khâu hậu là gì tha xoắn chơi y hậu khang chơi y phun nó xịn ấy xịn hậu khang à đẹp quá à cái nhà ha xịn rất là hậu khang lát nữa em lựa màu cho mẹ chồng em mua cho mẹ chồng một cái giống vậy luôn này mua màu khác chào thằng gì y phục kẻ mà xoắn giả sự chơi đấy xịn mà xoắn giả sự ba thì chơi lý bên cha này cho anh như coi chản rồi con tha chưa xịn là chu chi của mình cho anh hâu rồi quay thao tôi mà mà khi đâu cái gì theo với anh đôi giản rồi chưa lẽ hai bộ đao với bãi khoai chỉ rồi chiếu sự sư khoai à rồi bãi sữa hay sữa mà khi đâu mà nó lại mà hay sữa ha mà khi đâu hay sữa tin bắt ta rồi không truy ta rồi thì đặt giày cho anh xãi về nè cả nhà. Chưa xăng bãi khoai thôi sợ hả? Xăng mẹo. Xăng bãi ở sư khoai 320 tệ là tính qua tầm khoảng 1 triệu lẻ mấy chục tiền Việt mình đó cả nhà. Mà được đôi giày này em thấy cũng đẹp quá trời đẹp luôn. Đây xem như là quà sinh nhật của anh xãi. Chứ sư nị sinh rư đà. Sinh rư lý vụ. Sinh rư lý vụ. Thì cho anh chị lại sư sư khăn khăn cho mấy mẹ 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 con tay điện trong hậu ha là tha hao với điện xẻo sư là lại khăn khăn cho mấy điện lâu này tính hậu hả tính hậu tính hậu bố sư tính hậu sợ đoàn bố sư sợ mẹ hôn mà đình穿棉裤的不好衣服，上衣说。棉裤了没问题。我穿我是长穿的，我不能我就得正穿。啊，那样也正好，那不挡也正好。我就得正穿。对，挺好的。我得穿的正穿。这样穿也挺好。挺好的。这都是妈妈穿在里边家的。我是胖嘛。来外边了腰穿长的瘦了。还穿些短的吧，完了肥的露那上。就在家没事穿。对，在里边家的穿。这干活不能穿。你妈出去不能穿这种。露手冷，是我得穿羽绒服。对，挺好了。胖。嗨，xin chào ông bà cô chú. Thì cả nhà cũng mới vừa xem xong cái video em mua một ít đồ ấm vào mùa đông, với lại là cũng có mua một cái áo khoác để tặng cho mẹ. Thì cả nhà biết lý do tại sao mà trước giờ em không có mua áo với mua đồ tặng cho mẹ không? Thì mấy lần trước á, em cũng có rất là nhiều lần em ngỏ ý mua, nhưng mà mẹ nói á, là mẹ mập á, cho nên là mặc đồ á, là rất là khó mua, mua mặc sẽ bị chật. Với lại là mẹ cũng có rất là nhiều đồ của anh hai mua cho mẹ, kêu tụi em thì tiết kiệm tiền đi, không có cần mua đồ. Thì tụi em cứ nghĩ là thì tụi em cũng nghĩ là chắc là mẹ cũng có nhiều đồ và mẹ không có muốn mua. Thì đợt giờ thì cũng mua này kia ăn uống và mua những cái thứ cần thiết như điện thoại hay là mấy cái vật dụng cho ba thôi, chứ mà cũng không có mua đồ cho mẹ. Thì hôm nay khi mà em khui cái đồ này ra nè, thì trong cái lúc khui đồ và em có đặt điện thoại ở cái góc bên đó em quay, thì hình như là mẹ không có biết là em đang quay video. Cho nên là lúc đó thì em khui đồ thì em có thể nhìn ra được là mẹ cũng thích đồ á cả nhà. Cho nên là đã hỏi mẹ là có chịu mua một cái áo khoác không. Thì ban đầu á mẹ không có chịu mua, em nghĩ là chắc mẹ muốn tiết kiệm tiền. Tại vì á bữa trước á, trong một lần ăn cơm chung, thì em có hỏi mẹ, em nói mẹ là người lớn ở bên Trung Quốc này nè, lý do tại sao mà người ta lại tiết kiệm như vậy mà không có
xài tiền thoải mái rồi này kia. Mặc dù có nhiều người người ta bây giờ cũng có được một chút ít lương hưu thì cũng có thể sử dụng đồ thoải mái, nhưng mà tại sao người ta vẫn không dám sử dụng và tiết kiệm như vậy? Thì mẹ chồng em mới nói là tại vì ở bên này á, thì cả nhà mình cũng biết á, là ở bên Trung Quốc thì chính sách đất á, thì là của chính phủ và không có giao dịch, không buôn bán. Khi mà người ta bán một căn nhà nông thôn á, thì giá căn nhà đó là tầm khoảng 3 hoặc là 5 vạn, thì là 100 đến 150 triệu, thì sẽ đi kèm với lại cái đất ở ngoài trước sân hoặc là ở ngoài sau nhà đi kèm luôn, miễn phí. Cho nên á, là người ta ngoài kiểu như là ngoài cái tiền mặt dự trữ trong người để phòng khi mà bất chắc bệnh tật hoặc là trong gia đình cần lúc mà khó khăn á, thì chỉ có tiền mặt để mà phòng thân thôi cả nhà, chứ mình đất á cũng không có thể phòng thân được, mà căn nhà thì cũng chẳng có bao nhiêu tiền, mà nếu mà bán căn nhà thì ở đâu cả nhà, cho nên là không thể nào mà bán nhà đó. Cho nên là mẹ mới nói là lý do như vậy, cho nên là người lớn á, người ta mới tiết kiệm tiền. Mặc dù là bây giờ có đi, nhưng mà người ta cũng sẽ không có dám ăn, không có dám mặc đồ thoải mái. Người ta cũng phải phòng thân, lỡ mà lúc bệnh tật đồ này kia thì người ta mới có tiền để mà chi trả. Chứ mượn dòng họ hoặc là mượn những cái người hàng xóm hoặc là mượn người quen đó rất là khó khăn, không có mượn được đâu cả nhà. Thì hôm nay á, thì em cũng mua cho mẹ cái áo như vậy á, thì thấy mẹ rất là vui, cho nên là em biết á, là em nghĩ chắc là phụ nữ á, thì lúc nào cũng sẽ nói là tiết kiệm, nhưng mà nếu mà được nhận quà thì em nghĩ là chắc chắn là sẽ vui á cả nhà. Cho nên là từ đây em sẽ, nếu mà em gặp cái đồ gì đẹp hoặc là những cái gì cần thiết thì chắc là em sẽ mua tặng cho ba mẹ, cho dù mà ba mẹ có kêu em là tiết kiệm đi, đừng có lãng phí rồi này kia á, thì em nghĩ là những cái gì em thấy á, em cần thiết để em mua được á, thì chắc chắn em sẽ mua, chứ không có nghe theo ý ba mẹ nữa cả nhà. Gần đây á, thì có rất là nhiều góp ý trên kênh của em á, thì cả nhà nói là Tiểu Hồ mặc đồ xấu quá, mặc đồ giống bà thím, rồi không có trẻ trung năng động rồi đó. Thì em cũng nhận lời góp ý của cả nhà, cho nên là em cũng đang cố gắng mua những cái đồ nó trẻ hơn một chút. Cả nhà cũng biết á, là nếu mà lúc mà em ở Việt Nam thì mình mặc đồ nó sẽ thoải mái hơn, còn khi mà em qua bên đây á, có rất là nhiều cái đồ thì em phải mua để mà tiện cho việc di chuyển đi quay, mặc đồ nó thông thả, có thể làm được nhiều việc á cả nhà. Hoặc là đôi giày thì em cũng phải mua cái đôi giày nào á, cái đế cho nó bằng và đi á, thì có thể không có bị gập ghềnh, để mình quay video á, nó không có bị rung á cả nhà. Đó, cho nên là có rất là nhiều bộ đồ hoặc là những cái đôi giày á, thì em mua để mà phù hợp với lại cái công việc hiện tại em đi làm, là đi quay YouTube, cho nó thuận tiện, không có bị gập ghềnh. Cái video ngày hôm nay em quay á, thì cũng đã là ngày 25 tháng 9 rồi. Thì mọi người hỏi em là Tiểu Hồ có lương chưa, cho cả nhà thông báo cho cả nhà để cả nhà biết, đỡ lo cho cái kênh của em á. Em cũng xin chia sẻ đến cả nhà là em đã được lãnh lương vào ngày 22 tháng 9 rồi nha cả nhà. YouTube tính lương á, thì cứ ngày 10 hàng tháng thì YouTube sẽ tổng lương của tháng trước, và đến ngày 22 thì sẽ bắt đầu phát lương cho tất cả các kênh YouTube. Còn trường hợp mà kênh nào bị tắt kiếm tiền hoặc là bị lỗi ấy, thì nó sẽ không có trả lương về ha cả nhà. Thì lời cuối cùng á, thì em cảm ơn cả nhà mình đã yêu thương và xem hết video của em. Thì nếu cả nhà mà có cái gì góp ý ấy, thì cả nhà cứ bình luận cho em nha. Video của em đến đây là kết thúc, cảm ơn cả nhà mình nhiều. Nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và chia sẻ kênh để em có động lực ra thật nhiều video mới nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.